Tính đến hết tháng 4 năm 2022, toàn tỉnh có trên 2.130 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động. Tổng dư động ủy thác hơn 3.443 tỷ đồng với trên 68.000 lượt khách hàng vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn là cánh tay đối dài trong việc thực hiện tín dụng chính sách, giúp các đối tượng thụ hưởng nguồn vốn chính sách tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội thuận lợi và nhanh hơn. Đồng thời cũng giúp ngân hàng quản lý tốt hơn nguồn vốn cho vay. Đánh giá của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh toàn tỉnh có 1989 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt. Trên 93% số tổ không có nợ qua hạn, tỷ lệ thu lãi đúng kỳ hạn hàng tháng đạt cao, trên 98%. Ngoài làm tốt các khâu bình xét cho vay, đôn đốc hộ vay trả lãi, trả gốc, các tổ còn huy động tiền gửi của tổ viên với tỷ lệ tổ viên tham gia đạt 98%, với tổng số dư tiền gửi đạt hơn 107 tỷ đồng.